Truyền thông phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa hỗ trợ điều trị thành công bạch cầu dạng tỷ cấp cho bệnh nhân Trần Khắc Cường. Đúng vậy, thông tin về việc phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tiếp nhận và hỗ trợ điều trị thành công cho bệnh nhân Trần Khắc Cường bị bạch cầu dạng tỷ cấp vào khoảng 3 tháng trước là hoàn toàn chính xác. Bệnh nhân Trần Khắc Cường, một người đàn ông trung niên đến từ tỉnh Đắk Nông, đã phải trải qua cuộc chiến đầy gian nan với căn bệnh bạch cầu dạng tỷ cấp trong suốt thời gian thanh xuân của mình. Sau nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị không đạt hiệu quả, anh Trần Khắc Cường đã tìm đến phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với hy vọng le lói. Tại đây, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy thuốc và áp dụng phương pháp hỗ trợ điều trị độc đáo kết hợp giữa bỏ đói tế bào ung thư với công nghệ cháo nano, thảo dược nano và các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Vero Nguyễn Văn Tường, bệnh nhân Trần Khắc Cường đã gặt hái được kết quả ngoài mong đợi. Sự dũng cảm và nghị lực phi thường của anh Trần Khắc Cường cùng với sự tận tâm và chuyên môn cao của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tạo nên phép màu giúp anh Trần Khắc Cường chiến thắng cái căn bệnh ung thư quái ác. Câu chuyện của anh Trần Khắc Cường là minh chứng cho hiệu quả vượt trội của phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đồng thời mang đến niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư khác trên khắp cả nước. Trần Khắc Cường ạ, đến từ Đắk Nông. Triệu chứng ban đầu thì lúc con mới phát bệnh á thì bị đau nhức, rồi sốt, rồi buồn nôn, ói, xong rồi đến lúc mà phát hiện bệnh thì khoảng cái hiện tượng đó khoảng cỡ 1 tháng lúc đó mới phát hiện bệnh. Nhưng mà cái trong quá trình phát bệnh thì nó cứ mệt mỏi, ăn uống không được, nôn ói, xong đến sau là mới đi ra các cái bệnh viện tư khám. Khám thì lúc đầu cũng chưa phát hiện bệnh, xong uống thuốc thì uống một đường bệnh một đường uống một nẻo, xong rồi đến lúc mà đi khám lại thì mới phát hiện ra là chỉ số máu bất thường, mới đi lên bệnh viện lớn là bệnh viện huyết học để kiểm tra về máu, xong huyết học mới bảo là cho kết quả là bị ung thư máu, tức là ung thư tủy cấp. Thì ung thư tủy cấp này là dạng kiểu máu trắng, và khi trong cái quá trình mà khám chữa bệnh ở bệnh viện huyết học thì cũng có đỡ, nhưng mà nó ở một cái mức độ nào đó, sau thì nó bị ảnh hưởng về gan với thận, thì nó có, tại vì thuốc tây thì nó sẽ có triệu chứng phụ là bị ảnh hưởng gan với thận, là bị men gan với viêm gan, rồi xong rồi thận thì nó yếu do ảnh hưởng thuốc. Xong bắt đầu thì con mới bàn bạc với gia đình, thì xong đó sau sau gia đình mới biết được qua cái kênh của cha Tường, để phòng khám cha Tường mới đem về nói với gia đình, xong bắt đầu gia đình mới quyết định là xuống phòng khám cha Tường để thử, trước hết là thăm khám để thử xem là nó có tốt hay là như thế nào. Xong sau quá trình mà tìm hiểu qua kênh truyền thông với lại của phòng khám thì mới thực tế trải nghiệm, thì con mới biết là đã được nhiều bệnh viện ung thư máu rồi gan thận, hoặc là bệnh viện về đại tràng cũng được khỏi, nên con mới đi ở lại, quyết định ở lại để điều trị. Thì trong quá trình điều trị thì có sự hỗ trợ của các cái bác sĩ ở đây đây lại các cô điều dưỡng ở đây, thì hỗ trợ cho con thì cũng được gọi là ổn định. Trong vòng 4 tháng thì nó không có tái phát lại. Thì hôm nay thì con cũng được sự đồng ý của bác sĩ trưởng là
ở đây tại phòng khám thì cho con được xuất viện thì khoảng 30 tây tới đây là con được ra viện, thì cũng qua cái lời truyền thông để nói cho mọi người biết là ở đây họ sẽ hỗ trợ chữa cho mình, nhưng mà với phương châm là lòng yêu thương cho đi tất cả, không có nhận lại một cái gì đó gọi là tiền bạc hay gì hết, thì họ cho đi cho không, mà sự yêu thương đùm bọc bệnh nhân vô điều kiện. Thì con cũng qua lời nhắn nhủ thì con cũng cảm ơn đến các thầy, các cô, các dì ở đây đã hỗ trợ cho con trong những thời gian qua. Thì thái độ phục vụ của các thầy thì rất chi là hòa nhã, vui vẻ, cũng như với sự cũng có sự nghiêm khắc trong cái quá trình mà mình chữa bệnh, thì nếu mình làm đúng thì các thầy sẽ không các thầy sẽ vui vẻ tất cả, nhưng mà khi mình làm sai thì các thầy cũng nhắc nhở nhẹ nhàng để cho mình làm đúng theo cái phác đồ của các thầy để cho mình sớm khỏi bệnh, chứ không phải là ấy gì mình để cho mình sớm khỏi bệnh, sớm khỏe thì cũng là giúp cho mình được khỏe mạnh, rồi cũng như là lan tỏa những cái điều yêu thương cho mọi người. Trước khi bị bệnh thì làm tài xế, cũng như là có một thời gian trước khi bị bệnh thì con làm bên dịch vụ du lịch là ở ngoài Phú Quốc. Khi mà bị bệnh thì ảnh hưởng rất nhiều, tại vì bị bệnh thì không thể nào mà tự chăm sóc được cho mình. Lúc mà mới phát bệnh thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều, lúc mà bắt đầu bị bệnh cho tới lúc mà phát bệnh thì nó cũng triệu chứng là nó mệt mỏi, rồi sau này thì mà cái thời điểm mà bệnh nặng nhất thì nó gây cho triệu chứng buồn ói, rồi mệt mỏi, suy nhược. Trong khoảng một tháng thì nó làm cho mình bị suy nhược quá đó, nên là bị phải nhập viện cấp cứu. Thì trong khi nhập viện cấp cứu phải hai người dìu, nhưng mà sau một thời gian chữa trị ở bệnh viện huyết học thì đã đỡ, nhưng mà nó chưa có hết hẳn. Sau thì con mới từ huyết học con về đây thì nó được khỏi hẳn. Tức là cái bệnh của máu của con thì nó không khỏi hẳn, nhưng mà nó ở một cái mức độ gọi là cho phép để bệnh nhân không có bị tái phát lại, hoặc là nó có ổn định bệnh, nó ở một cái mức độ cho phép. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
cho bao mưu toan tháng ngày giật người, cho bao nguy nan một thân ta gần, nguyện linh hồn thân xác mãi là chim trắng, cho vẹn câu ước thề cho thế trần mùa hồng ân. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến
Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60, đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.